Các bạn có biết là cái câu thoại mà mình thích nhất ở cái season này là gì không? Đó chính là Look after him or you die. Tori. Thực sự ý là mình thích cái sự kiểu cool ngầu và kiểu cái độ mystery trong cái nhân vật Tori ấy, chị gái của Nick ấy, à chị gái của Charlie ấy, cái sự bí ẩn đúng không? Và đương nhiên nó không phải một bé nhân vật nguy hiểm thực sự, nhưng mà ý là nó có cái không khí đó. Nó trông rất giống một bà phù thủy ạ, và mình tin điều này. Mình nghĩ là bé mà cho mình quả táo mình không dám ăn luôn á. Thực sự ăn đi cậu. Bạch Tuyết nó đang không phải nằm hôn mê đâu, nó đang ngủ trưa thôi, táo tươi làm ăn. Mình cảm ơn. Mình tự ra WinMart và mình mua được rồi. Tên nhìn chung là đó là câu thoại mình thích nhất. Còn các bạn có câu thoại gì thích vậy? Mình nghĩ là cái bộ phim này nó không hề, thực sự là nó không hề gây thất vọng cho mình từ đầu đến giờ. Và mình đang nghĩ thế, và thực sự nó đúng là như thế luôn á. Yes. Và chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái sự thay đổi và hành trình của các bé nhân vật chính ở trong season này nha. Tức là cái season này của chúng ta, ngoài cái việc chủ đề chính, kiểu như là cái chủ đề kiểu nổi trội là cái sự cameo của Nick đối với thế giới, tức là nó sẽ trải ra diện rộng là thế giới ấy. Và những có những cái thì chúng ta có những cái vấn đề nó nghiêm túc hơn, ví dụ như là kiểu sự rối loạn lo âu của Charlie này, có một người bố không quan tâm đến gia đình của Nick này, người mẹ gọi là cực đoan của Darcy. Thì chúng ta có những cái vấn đề nó nghiêm túc hơn so với season 1 đó. Và chưa đương nhiên ra còn phải nói đến cái sự hôn nhau cực kỳ là ok. Nó không quá người lớn hiểu không, nhưng mà cái sự hôn nhau của Nick và Charlie ở phần này nó đã kiểu nó đã người lớn hơn rất nhiều. Nó để lại một cái vết hickey trên cổ của Charlie, nó đủ người lớn hơn so với phần nó đã trưởng thành hơn rất nhiều so với phần 1. Đương nhiên là so với những cái show kiểu cấp 3 khác như kiểu Elite Day hay là Sex Education thì nó no. Nhưng mà nếu mà so với kiểu chính cái phần 1 của Heartstopper ấy thì chúng ta có một season trưởng thành hơn, người lớn hơn, chứ chúng ta không thể nào mà so sánh với những cái kiểu như Elite hay là tại vì cái kiểu mấy cái phim teenager kiểu đó là những kiểu phim mà nó chỉ có nó chỉ có kiểu một cảnh các bé đọc sách ấy, còn đâu những toàn cảnh còn lại là chúng ta party này, tiệc tùng này, rồi have sex này. Sau đó chúng ta sẽ ăn dặm lại một cái bánh mì pate nhẹ để lấy lại năng lượng, xong chúng ta lại have sex tiếp. Mình khỏe lại rồi chúng ta chơi hiệp 2 đi cơ. Nào, Heartstopper chúng ta nó không, nó trong sáng hơn. Và thế nên là các bạn nào mà xem phim này mà kiểu ô sao mai không thấy các bạn này cởi đồ thì các bạn đến nhầm chỗ rồi nha. Chúng ta ở đây với Heartstopper là để chữa lành và tìm kiếm những cái sự kiểu ngọt ngào ấy trong cái mối quan hệ trong trẻo thời cấp 3 của Nick và Charlie. Đương nhiên là ngoài ra ấy, thì mình cũng ở đây vì body của Nick Nelson đó. Mình phải nói thật về điều đấy. Và thực sự chúng ta đã có một cảnh bé. Đến cảnh này xong mình kiểu mình phải đeo kính cho nó rõ nhìn nhỉ. Và ok, ngoài ra nhá, ngoài ra thì chúng ta mình thấy là thực sự là những cái thế những cái animation ấy, những cái kiểu những cái họa hình của nó ấy, và những cái kiểu như là tiếng điện ấy khi mà các bé chạm thề luôn, nghe nó rất là phê luôn, nghe kiểu ồ, mà nó rất hiệu quả luôn, kể những cái hình họa của nó cưng xinh và tất cả mọi thứ được thực sự rất hiệu quả. Và chúng ta sẽ bắt đầu với Nick và Charlie. Thì anh chị đã có kiểu như là một mối quan hệ tầm 2 tháng thì phải, mình nhớ vậy. Và gì vào phim chúng ta bắt đầu với mấy phút đầu tiên là anh chị đã hôn nhau kiểu dồn dập, kiểu tới tấp và kiểu oh my god, chúng ta thực sự biết cách để bắt đầu một show các bạn ạ. Amazing. Và các bé hôn nhau bất chấp không gian thời gian,
từ kiểu thư viện đến trường, trong trường học đến phòng riêng ở nhà, từ sáng trưa chiều tối không cần ăn một bát phở rất nhiều hành xong cũng hôn nhau chưa. Nói chung là ấy, chúng ta mình cảm thấy rất thỏa mãn với cái sự chân thật, tức là trông nó rất chân thật và nó cực là tan chảy. Và chúng ta có thể thấy là cái topic của cái chủ đề chính của cái phần 2 này, đó chính là hành trình của Nick luôn, trong việc come out của bé đối với thế giới này ấy, đối mặt với cả thế giới này. Thì bé sẽ dần dần come out với một người, hai người, tức là từng nhóm người, một nhóm người, sau đó với cả thế giới. Thì nó sẽ dần dần trong bước đó, thì mình nhớ mình thấy là 3 hay 4 đến 4 tập đầu ấy thì bé hoàn toàn là thất bại trong việc come out. Bé không hề đủ dũng cảm để mình có thể bé không dám, bé đã fail trong việc come out với Imogen này, với bạn cùng trong đội bóng rugby này, với anh trai của mình này, rồi nói chung là đủ các thể loại. Nói chung là bé fail hết và nó lặp đi lặp lại luôn. Và theo như là mình thấy ấy, ví dụ như kiểu phim Âu Mỹ ấy, nó sẽ không để kiểu, ví dụ như tại vì tức là đấy là một cái thông điệp bị lặp mà, ví dụ như là chúng ta chỉ cần đăng thông điệp đây là Nick nó đang không dũng cảm để camera, đúng không? Thì nó chỉ cần xảy ra một lần thôi là chúng ta có thể hiểu được, đúng không? Nhưng mà đây nó xảy ra 3 4 lần cơ ấy. Theo tư duy của mình là mình thấy lặp rồi đấy, nhưng mà đéo hiểu, kiểu đéo gì, đéo hiểu luôn. Mình lại cảm thấy điều đó không không có vấn đề. Kiểu vậy, bình thường là mình sẽ cảm thấy là nó lặp đấy, nhưng mà tại sao why phim hoặc là nó làm theo một cách gì đấy, nó cũng không làm gì nó quá đặc biệt cả, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó rất mượt, nó vẫn mượt và nó không hề có vấn đề. Trong khi cái việc nó fail, không hiểu là do hay là do cái mặt của nó nhỉ, mặt của Kit Connor ấy, mặt của nó rất là, đặc biệt là mái tóc của nó, bạn mình thấy mình cuồng mái tóc của nó kinh khủng, nó kiểu nó rất là kiểu bồng mượt và nó kiểu như kiểu là hàng ngày nó dùng 3 tiếng rưỡi để nó ngâm tóc của nó trong dầu ô liu á, kiểu like. Quay lại với cái hành trình mà Nick come out, thì thực sự là mình thấy là Charlie ở đây ấy, Charlie không phải là một yếu tố nổi bật để cho Nick vượt qua nỗi cái nỗi sợ hãi come out, để come out về thế giới ấy. Thực sự đương nhiên thì Charlie của chúng ta trên dọc đường đi, đúng không, thực sự là bé vẫn là một bé người yêu rất là chi là support, rất chi là một chỗ dựa để cho Nick nó dựa vào. Thực sự bé không bao giờ kiểu như là đúng 17:30 thứ bảy tuần này mà phải come out, đó chính là no, bé không cho deadline như vậy. Bé vẫn là rất là một người yêu cực kỳ là thấu hiểu ấy. Nhưng mà mình thấy ở đây ấy, cái yếu tố, cái cú hích để mà cho Nick của chúng ta dũng cảm hơn thực sự để come out với thế giới là một yếu tố khác, đó là việc nó dám đối diện với cái người bố thờ ơ với gia đình của mình. Yes, nó đã có dám nói một cuộc nó hội thoại thẳng thắn với bố như hai người đàn ông vậy. Và nó đã dám nói cái suy nghĩ thật của mình, tức là ngoài chuyện nó đã come out với bố thì không nói gì, nhưng nó đã dám nói lên cái suy nghĩ thật của mình là kiểu bố không bao giờ quan tâm con cả, bố không bao giờ quan tâm cái gia đình này, con hy vọng là lần tới bố đi ăn BBQ ấy, bố ngồi đâu khói cũng sẽ bay vào người bố. Và thực sự là đúng là lần sau bác ấy đi ăn BBQ ấy thì bác ngồi ở, bác ấy đổ chỗ nhưng khói nó vẫn cứ bay vào. Nói chung ý là thực sự cái cuộc hội thoại, cuộc đối mặt, đối diện với bố của mình, người bố thơ của mình, đó mới chính là cú hích để bé dũng cảm hơn, để bé thực sự phá vỡ cái giới hạn của bản thân ấy, dũng cảm come out với thế giới. Và nó đã thực sự come out với thế giới ngay hôm sáng hôm sau, có một cái bài trên Instagram. Oh my god, Charlie ở đây của chúng ta thì có một vấn đề nổi trội, đó chính là cái sự rối loạn lo của bé từ cái vụ come out, tức là từ cái vụ bắt nạt khi come out ở năm ngoái ấy, thì những cái tổn thương đó vẫn đi theo bé từ hồi đó đến bây giờ, tức là nó nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Tức bé không thể hiện ra, tức là nó không có quá nhiều biểu hiện, nhưng mà thực sự ở season này thì bé
đã nó thể hiện ở đây qua sự bé việc bỏ ăn ấy, bé bỏ ăn rất nhiều và bé cái biểu hiện của bé lại gia tăng lên, thì nó tồi tệ đến mức mà nó còn không kể với ai, nó không kể với Chao, El hay là Isaac, trong bất cứ ai trong cái nhóm bạn thân của nó ấy. Những việc nó đã trải qua, bị bắt nạt như thế nào nó cũng no. Nhưng chính Nick của chúng ta nó đã bé đã mở được, bé đã mở Charlie ra, tức là mở lòng nha, chứ không phải là tụt đồ. Và bé tạo cho Charlie một niềm tin ý, tạo một cái nơi mà rất an toàn để cho bé bộc lộ hết cảm xúc của mình. Và nó đã tâm sự hết, và nó nói là nó đã thậm chí nhá, nó đã từng, nó tồi tệ đến mức nó Charlie nó đã từng cắt bản thân mình. Và mình nghĩ là bằng dao ha, thì nó không nói bằng gì, nhưng nó nói là nó đã cắt bản thân mình, thì rất tồi tệ. Đó là một cuộc hội thoại rất là cảm xúc và cao trào nhất của cái season này. Tuy nhiên thì thực sự là đấy là mặt khách quan, đấy là trên sách vở, thì đối với mình như thế, mình biết đấy là một cảnh rất cao trào và rất là xúc động, và các bé truyền tải cũng cực kỳ là amazing, nhưng mà ý là mình không có feel được quá nhiều, tại vì mình feel được kiểu trên sách vở thôi, tại vì mình thấy kiểu thực sự những cái điều như kiểu là rối loạn lo âu hay là những cái gọi là hậu quả khi bị bắt nạt ấy, ảnh hưởng đến tâm lý, là nó điều đấy rất xa vời đối với cuộc sống của mình không không bao giờ thế nên là mình sẽ cảm thấy cái cảnh đó nó không có hiệu quả đến mình đến mức đấy. Tuy nhiên thì mình vẫn biết là nó là một cảnh rất slay. Vấn đề là do mình thôi chứ không phải do các bé nha. Ok, chúng ta sẽ đến với cái cặp đôi tiếp theo là Chao và El. Thì trời ơn Chúa, thank God, Chao đã rõ cắt tóc, và cho mình thấy bé xinh rất nhiều, bé cười rất xinh với kiểu tóc mới ấy, amazing. Và thực sự là ở phần trước thì hai bé đã cũng đã nói với nhau là có tình cảm đúng không, thì thời này Chao cho bé là người đã bắt đầu confess trước, nó đã nói và anh chị đã có một buổi dating hẹn hò đầu tiên là hai bé đi xem phim, và buổi xem phim diễn ra khá là lạc quẻ và kỳ cục thực sự. Tại vì là Tao nó đã chọn những cái thứ mà nó đã muốn là làm những cái thứ mà eo thích thôi ấy, nó đã set up cái buổi hẹn hò là thế, nó cắt tóc ngắn vì eo này, chọn phim eo thích thôi này, chứ nó không hề. Và còn eo thì nó lại thực sự là nó lại muốn là Tao không cần thay đổi gì, nó chỉ cần là chính nó là được. Eo nó thích cách mà Tao dùng hàng giờ đồng hồ chỉ để nói về việc vì sao Voldemort có thể hít thở được với cái mũi như vậy. Có thể là bé là chúa tể, mà có thể mũi của bé ở eo chẳng hạn, ai biết. Thì ok, drama nổi lên ý, thực sự nổi lên khi mà Chao và El đi đến một cái bữa tiệc, và El chúng ta dẫn cả tức là rủ cả những cái người bạn mới ở cái trường nghệ thuật mới của bé đến, thì bắt đầu Chao chúng ta gãy, bé gãy, bé bắt đầu rồ lên kiểu nó sợ là nó không, nói sợ là kiểu nó vẫn như vậy từ phần 1 mà, nó kiểu sợ eo nó đang thay thế mình bởi những người bạn mới. Yes, một suy nghĩ rất là Tao luôn á. Bé có tính sở hữu khá là cao và bé sợ cảm giác bị bỏ rơi ấy. Thì cái điều này cũng được cũng được giải thích ở đây, bé sợ cảm giác mất. À, sợ cảm giác bị bỏ rơi vì bé đã bị mất bố từ nhỏ, và cái việc mất người thân đấy đã có tác động mà không tốt, tạo cho bé Tao của chúng ta có cảm giác sợ hãi khi bị bỏ rơi là như vậy. Sau đó thì hai bé đã quyết định là chúng ta sẽ giữ một quan hệ với tư cách là bạn bè. Tuy nhiên thì eo chúng ta nó lại có vẻ như thấy Tao lại là chính mình, lại là Tao của ngày xưa ấy, nó đã không kiềm chế được và nó đã hôn Tao trước trong chuyến đi Paris. Đó chính là nụ hôn đầu tiên của hai bé. Và sau đó thì chúng ta đến với cái buổi prom cuối năm. Ở đó thì Tao nó đã biết được thông tin là El, tức là nó đã được nhận offer vào cái trường mỹ thuật mà nó mong muốn ấy. Có nghĩa là El của ta nó sẽ phải đi xa học, đi đến một nơi xa để học, tức hai bé sẽ phải xa nhau hả? Tư duy như vậy á.
Thì thực sự theo ở đây nó đã thoải mái chấp nhận cái điều đó ấy. Nó kiểu như là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này ấy. Mình chỉ cần mong muốn cậu hạnh phúc là được ý. Kiểu vậy, amazing, tư duy rất trưởng thành so với tao nha. Chứ còn ví dụ như tao ngày xưa là bé dễ kiểu cậu dám rời bỏ mình á. Cậu có biết là mình đã mua 1 năm vé bơi cho hai chúng ta ở Aeon không? Giờ bé đã trưởng thành và mình thích điều đó. Amazing. Chúng ta sẽ đến với couple tiếp theo ở đây, đó chính là Darcy và Tara đúng không? Thì thực sự ở đây các bé có một cái thử thách, nó rất đơn giản thôi, đó chính là nói I love you với nhau một cách chân thành. Nghe rất đơn giản đúng không? Tuy nhiên thì nó không hề đơn giản với Darcy một tí nào. Tại vì khi Tara nói I love you thì Darcy không hề nói lại và nói kiểu thank you, mình nghĩ là mình xứng đáng nhận yeah, no. Đối với tôi thực sự là Darcy nó đã kiểu lờ đi ấy. Nó không hề và lý do Darcy như vậy là do bé có một người mẹ cực kỳ đáng sợ. Yeah, cực kỳ khó chịu với tất cả những thứ bé làm và có vẻ như cực kỳ không thích cái tư lesbian. Thế nên là mặc dù chúng ta thấy là vẻ ngoài đúng không, Darcy rất là tự tin nên nó đã come out với cả thế giới đúng không. Tuy nhiên với một người mẹ như vậy, nó đã chưa hề come out với gia đình. Nó ở nhà với một cái version rất là khác so với ngoài đời. So với gia bên ngoài rất là tự tin bên ngoài, thì nó ở nhà nó sống trong một cái vỏ bọc sợ hãi. Thực sự là mình không có muốn là thiên vị ai cả, mẹ Darcy hay là Darcy. Tại vì thực sự câu chuyện của gia đình bé chúng ta chưa biết toàn bộ ấy, nó chỉ mới mỏng manh như vậy thôi ấy, thì chúng ta cũng không rõ lắm. Thật thực sự ai biết được đâu, có thể ngày xưa Darcy nó đã từng lấy trộm 35 cây vàng nguyên chất để mang đi cho giai yeah, cho gái nhầm no. Yeah yeah. Thế nên là mẹ Darcy nó mới yeah, mình chỉ muốn nói là chúng ta chưa có đầy đủ thông tin ý, thì chúng ta nên nghe ngóng thêm nhờ. Chốt lại thì Darcy chúng ta giấu cái con người ở nhà, cái virgin ở nhà của mình trước Tara ấy. Chắc nó sợ điều đó sẽ làm Tara thất vọng ấy. Nhưng mà thực sự là Tara chúng ta cực kỳ là thấu hiểu sau khi biết được chuyện gia đình của Darcy bé vẫn yêu Darcy nhiều như vậy. Và cuối cùng anh chị đã có một màn nói I love you một cách rất chân thành luôn, trong một cái cảnh amazing. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một bé khá là hay ho ở đây, đó chính là Isaac. Thì thực sự là mình tưởng là phần trước nó đã xác định luôn nó là kiểu vô tính thôi cơ. Tuy nhiên thì no, bé chưa hề biết. Và phần này mới chính là khởi đầu của cái hành trình tìm hiểu cái xu hướng tính dục của mình, của Isaac đúng không? Cái sự bối rối về giới tính của Isaac ấy bắt đầu khi mà có một bé tên là James đã thích Isaac và tán tỉnh Isaac ấy. Chuyện gì đến phải đến thôi. Hai bé đã chia sẻ với nhau một nụ hôn ở chuyến đi ở Paris. Tuy nhiên ông ấy Isaac sau khi hôn, sau khi cái nụ hôn nó lại cảm thấy rất là lạc lõng ấy. Nó cảm thấy kiểu nó đứng dậy rồi và nó đi luôn các bạn ạ. Nó rất vội vã như kiểu là nó phải về phòng và đọc nốt cái quyển sách vì ngày mai đến hạn phải trả thư viện rồi á. Sau cái nụ hôn đó thì thực sự là Isaac chúng ta nó cực kỳ hoang mang về bản thân luôn. Và sự hoang mang đó nó tiếp tục và chỉ vơi đi khi mà nó gặp được đúng một người vô tính khác. Trong một lần nó đi cùng với hội bạn thân đến cái triển lãm nghệ thuật thì nó gặp một người vô tính ở đó. Và cuộc hội thoại với cái người này thông qua tác phẩm của anh ta đã làm bé hiểu hơn về bản thân rất nhiều. Và bé đã ra một quyết định ở tập 8 cực kỳ là mang phong cách của Isaac. Đó chính là chúng ta sẽ đến thư viện và lấy một quyển sách về chủ đề vô tính. Yeah. Và thực sự là cái mình nghĩ là cái hành trình khám phá bản thân này của Isaac ấy, đây mới chỉ bắt đầu thôi và nó sẽ được khai thác sâu hơn vào phần 3. Thực sự tại vì chúng ta đã confirm là có phần 3 rồi, khai thác sâu hơn đó chính là câu chuyện của Isaac của phần 3. Và phần 3 cơ storyline của Tao và Elle thì mình nghĩ là chuyện yêu xa của Charlie và Nick thì sẽ là hành trình bé Nick và Charlie vượt qua cái sự rối loạn lo âu này, cái hậu quả của việc bé bị bắt nạt đấy. Yeah, bắt nạt. Sorry. Elle hả? Adasi và Tara, câu chuyện phần 3 thì mình chưa rõ lắm. Ngoài ra thì ông
Nói chung chắc lại là chúng ta có một season nếu mà để so với phần 1 thì mình nghĩ là mình thích phần 1 hơn, tại vì là tại vì cảnh tập 8 ấy nó có một cảnh rất cao trào là cảnh hai bé Nick và Charlie dốc hết gọi là cảm xúc vào nhau ở cái đoạn cao trào mà mình không feel được ấy, thế nên là nó hơi fail. Tuy nhiên tại vì đấy là do mình thôi, chứ còn mình vẫn đánh giá rất là cao cái đoạn anh chị vẫn rất slay. Chỉ là chốt lại là theo cái tính chất khách quan mình vẫn cho 10 điểm. 10 điểm.